cả nhà ha. Thì lâu lắm rồi chưa coi cho cả nhà về sẵn ba em xe mẫu xe cũng là màu xe AB25 luôn. Thì vì bữa trước á thì có xanh là chiếu đỏ, có đỏ chiếu đen, nên hôm nay thì đủ cả ba màu luôn thì coi cho cả nhà. Cũng như là báo review cho cả nhà về giá cả của về ba em xe AB125 có ba màu ha, đỏ, xanh và đen ha. Hiện tại thì giá cả như thế nào cũng như là ưu đãi của cửa hàng Luyến như thế nào á thì cả nhà có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Luyến là hoặc là số điện thoại 0346552628. Liên hệ trước để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cũng như là hỗ trợ thêm 2 triệu đồng tiền xe đi lại ha. Áp dụng khi các bạn mua xe có liên hệ trước cho Luyến thôi. Đây, hai em xe này, hai màu xe của phiên bản tiêu chuẩn là gồm có màu xanh bóng này và màu đỏ bóng này, các bạn thấy không? Màu sắc rất là đẹp luôn, hai em phiên bản tiêu chuẩn nha. Hai em này thì ra thường phù hợp cho mọi độ tuổi cũng như là mọi đối tượng các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Màu sắc này thì ngoài những em xe màu zin đây, cửa hàng Luyến có hỗ trợ sơn độ lên ha. Cả nhà thích sơn độ bất cứ màu gì thì cứ liên hệ qua Zalo ha, Luyến sẽ hỗ trợ sơn độ lên bất cứ màu theo yêu cầu khách hàng ha. Ví dụ bạn thích màu cam này, màu xanh xi măng, màu xám xi măng, tất cả các màu sắc như thế nào thì có liên hệ trực tiếp qua Zalo, Luyến sẽ hỗ trợ sơn độ lên ha. Giá của em này hiện tại đang có mức giá là 40.900, mua xe có liên hệ trước sẽ được giảm giá 2 triệu, còn có 38.900 đối với em xe AB125 này nha. Áp dụng khi mua xe có liên hệ trước cho Luyến thôi ha. Tiếp tới là về AB đặc biệt này, màu đen nhám ha. Màu sắc này thì có về bàn rồi, hot hòn hot liên tục 3 năm trời luôn, rất là hot luôn, ra em nào là hết em đó. Hiện tại thì mẫu này đang có mức giá là 41.900, mua xe có liên hệ trước được giảm 2 triệu, còn 39.900 nữa ha. Liên hệ trước cho Luyến còn được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng tiền xe, rất nhiều phần quà tặng đi kèm cho cả nhà ha. Số điện thoại Zalo của Luyến là 0346552628. Còn về giá xe của AB560 thì đang có mức giá là 54.900 đến 56.900 tùy phiên bản ha. Muốn biết cụ thể chi tiết về những mẫu xe như thế nào này, giá xe như thế nào thì liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Luyến, hoặc để số điện thoại và Zalo dưới màn hình cho cả nhà nhé. Cảm ơn mọi người.